Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh TLT Awa. Thì dạo gần đây có rất nhiều người nhắn tin hỏi mình để chia sẻ bí quyết để mà trị những cái loại rêu hại. Mình thì không có thời gian để mà trả lời tất cả câu hỏi của bạn đâu, nhưng mình sẽ cố gắng để rep tin nhắn của bạn sớm nhất có thể. Nhưng mà tốt hơn hết thì cách chia sẻ mà rộng rãi nhất để anh em nào cũng có thể lên tham khảo đó là làm ra video. Còn đây là cái hồ mà mình hy sinh, mình cố gắng để trong vòng 1 tháng không chăm sóc gì luôn, không thay nước luôn, để cho nó lên rêu hại tự nhiên á, rồi mình sẽ thay vào đó nó sẽ lên rêu nào, mình sẽ dựa vào video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn bí quyết để trị cái loại rêu đó luôn nha. Thì sau khi bỏ hoang cái hồ này thì các bạn nhìn thấy không, rêu tàu lam, tàu nâu nó lên rất là nhiều, còn có cả rêu bán kính đó nè, nó lên đầy ngẹt đầy nhóc luôn đây. Vậy thì video này mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách trị tảo nâu, rêu bán kính và tảo lam nha. Hồ này thì mình setup cũng lâu rồi nên cái lượng vi sinh nó ổn định rồi, nước nó trong lắm, tại do những cái rêu này nè nó nhìn thấy nó đục á, chứ khi mà mình cạo ra rồi mình thấy nó trong vắt à. Đầu tiên thì mình trị cái rêu bán kính bằng phương pháp thủ công, mình sẽ dùng tay và dao lam mình cạo nó ra. Còn bạn nào mà có điều kiện hơn á, thì có thể sắm một cái dao cạo rêu để cạo cho nó nhanh hơn, hoặc các bạn có thể dùng 500 hít hai đầu để chà rêu cũng được nha. Còn bạn nào mà nghèo nghèo như mình vậy nè thì cứ ra mua 2-3 ngàn cái dao lam á, ra cạo. Mình thì thích dùng dao lam hơn, tại dao lam mới lọc ra nó bén, nhìn cạo đã nhanh lắm. Cứ thấy chỗ nào mà có cái rêu xanh xanh lên là mình cứ cạo hết chỗ đó. Lẽ ra thì mình để cái hồ này lâu hơn một xíu nữa, khoảng thêm tháng nữa mà mình thấy tảo nâu nó xuất hiện cũng nhiều rồi, mình sợ hư cái nền trong trong hồ chơi của mình á, nên mình sẽ chị ngay lúc này luôn. Đây nó bám nhiều kinh khủng nhiều luôn, mình cạo ra nhìn nó dày, bụi nó bay mù mịt cái hồ luôn á. Cái hồ này là cái hồ kính thường nha, chứ không phải kính siêu trong đâu, nên nhìn nó hơi đục đục, nó còn chảy xước. Những cái xước này là hồi xưa mà mình với bạn không có tiền á, thấy cái hồ người ta quăng đằng trước quăng bỏ, cái hai thằng bợ về làm cái hồ này nè, bởi vậy mình giữ cái hồ này như là làm kỷ niệm hồi xưa mình không có tiền chơi, còn giờ thì mình dư sức để mua cái hồ siêu trong, nhưng mà mình không có mua, mình không có đổi cái hồ này thành cái hồ siêu trong đâu, tại cái này là cái kỷ niệm của hai đứa mình á. Thậm chí mà cái hồ này hồi lúc nó bị bể đáy á, mình cũng đi mình sửa lại, mình gỡ bỏ rồi mình dán cái đáy 10 ly vô để bắt đầu chơi tiếp, chứ cũng không có bỏ luôn cái hồ này đâu. Rồi quay lại vấn đề chính là mình sẽ cạo, sau khi mình cạo xong hết rồi thì mình coi thử những cái nào mà trên ráy nè nó bị tảo nâu á, mình lấy tay mình gỡ ra bớt được phần nào thì hay phần đó hơn thôi, và sau đó mình sẽ thay nước. Thay nước thì mình thay 50% thôi, còn lại mà 50% còn lại để tránh cho tình trạng cá nó bị sốc nước á, nên mình sẽ không thay hết, mình chỉ giữ lại 50%. Nước mình thay là mình sử dụng nước máy luôn nha. Nếu mà bạn nào mà sử dụng nước máy á, lần đầu tiên thay á, cá nó, mình không nên thay 50% nha, tại cá nó không có quen với lại cái nguồn nước mới á, nước máy nó có chất clo nó nè, nên khi mà thay khoảng 50% cá nó dễ bị sốc nước lắm. Nhưng mà mình thì mình sử dụng nước máy nhiều rồi nên con cá mình nó quen á, còn các bạn mà mới lúc đầu mà đem về mà thay á thì nên thay khoảng 70 thôi, 70 rồi sau đó 30 70 á, rồi sau đó thay 40 60, rồi thay 40 giữ lại 60, rồi sau này mà cá mà nó quen cái nguồn nước máy rồi thì các bạn có thể là thay 50 50 giống mình vậy nè. Lúc mà thay ấy, nhớ hút cặn ra luôn, rồi hút những cái mà hồi nãy mình cạo ra, những cái tảo mà bám dính á, nó có cái nhờn 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 nè, mình hút ra hết thì nó đỡ hơn.
Rồi có những cọng rong ly rồi nè, mình sẽ hút vô hết luôn. Còn tảo nâu rồi mình thấy nó mình chà được thì mình nghĩ chà 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 cho nó đỡ bớt một phần nào đó thôi. Cái việc mà thay nước rồi nè, nó sẽ giúp hồ thủy sinh của mình đưa về trạng thái ổn định, nhờ nó loại bỏ những chất hữu cơ NO2, những chất độc mà nó gây hại cho hồ cá của mình. Hơn thế nữa thì cái nguồn nước mới nó sẽ cung cấp một lượng CO2 đủ để cây nó thở. Bằng chứng là khi mà các bạn mà thay nước á, các bạn để khoảng 2 tới 3 phút á, bạn sẽ thấy cây nó sẽ quang hợp, nó thở nổi bong bóng lên. Cái đó là cái do một lượng CO2 mình đưa trực tiếp vô hồ á, thì nó sẽ cây nó sẽ thở nha. Tốt nhất thì các bạn nên thay nước định kỳ 1 tuần 1 lần, và mỗi lần thay từ 30 tới 50%. Nếu mà các bạn có sử dụng nước máy á, thì tốt nhất nên để qua đêm hoặc là để qua một cái bồn chứa, một cái phi chứa rồi các bạn mới thay trực tiếp vô nha. Nếu mà mình thay trực tiếp bằng nước máy á, thì nó có một cái nguy hiểm là mình không biết được khi nào mà bên công ty nước á, cung cấp nước cho mình á, họ bỏ, có đôi khi mà họ bỏ nhiều clo vô họ khử á, thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới cá của mình. Việc mà mình thay nước này nè, nó sẽ mất đi một lượng lớn vi sinh, nên mà sau khi thay nước á, thì các bạn nên bổ sung vi sinh vào. Vi sinh mà mình thường hay sử dụng đó là, một là HIPO, hai là mình sử dụng là si chim. Và còn một loại vi sinh mà dạng bột mà mình thường hay sử dụng, mà nếu mà cái nước mà nó đục đục kinh khủng lắm á, mà mình không xử lý được á, mình sẽ sử dụng là của Nufa á, nó cực kỳ trong nước luôn. Sau khoảng 1 giờ, 1 tiếng tới 3 tiếng thì nước sẽ nhìn nó trong lắm. Còn bạn nào mà có sử dụng lọc thùng hoặc là những cái bạn sử dụng bông lọc á, thì nước mà nó không trong á, thì mình sẽ sử dụng là clear water, thì cái đó nó trong nước sau khoảng 1 tiếng tới 3 tiếng thì nó sẽ trong vắt luôn. Sau khi thay nước xong thì mình sẽ bỏ một ít muối hột vô là để nó cung cấp khoáng cho cây và cá nha. Sau đó thì mình sẽ bỏ 20 con ốc Negeta vào. Negeta nó rất là tốt, nó sẽ tiêu diệt được tảo nâu và rêu lam, rêu bám kính. Nếu mà các bạn có điều kiện hơn thì các bạn nên mua cá ốc tô và cá lông phin về bỏ vào. Mình rất là thích hai loại cá này. Thứ nhất là nó hiền, thứ hai là nó không có ăn giành tranh giành thức ăn những con cá khác. Thứ ba là nó diệt tảo nâu rất là hiệu quả. Khi mà các hồ các bạn mà bị tảo nâu á, các bạn bỏ hai dòng cá này vào thì sau khoảng 1 tới 2 ngày nó sẽ ăn gần như là diệt tảo nâu hoàn toàn luôn á. Còn đây là cái hồ mình đã sử dụng 20 con Negeta và một con Otto, một con Long Phin, thì cái hồ nó sạch bong nè, nó không có còn tảo nâu nữa. Video này là kinh nghiệm riêng về cá nhân của mình. Nếu mà các bạn mà áp dụng vào mà thấy hay á, thì cho mình một like và subscribe để mình ra những video có ích hơn nha. Rồi, tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn thành công.